Nhiều học sinh giỏi đang phải điều trị tâm thần trong mùa thi cử. Đây là cảnh báo của các bác sĩ khi ngày càng nhiều học sinh bị rối loạn cảm xúc do áp lực học tập. Chàng thanh niên này bị rơi vào khủng hoảng tinh thần với các biểu hiện lo âu, bồn chồn. Nguyên nhân xuất phát từ việc em tự tạo một áp lực quá lớn cho bản thân trong học hành. Lo âu và em nhập viện cũng trong cảm giác lo âu. Không, đây là do áp lực từ bản thân em ạ. Em đặt ra một vấn đề nào đó rồi em không đạt được, ức chế thôi. Lúc em đi học thì chỉ có do nguyên nhân là mấy hôm mà em ốm không làm được bài. Ốm thì không làm được bài, mất bài thì ức cái mất bài rồi. Thì trong khi đó thì cô giáo lại nói biểu là em làm lớp trưởng thì em phải giỏi hơn các bạn. Còn em học sinh này lại bị rơi vào trạng thái trầm cảm, tự thu mình và không tiếp xúc với bên ngoài, không ăn được, lơ là và sợ đi học đã khiến bố mẹ phải đưa em vào bệnh viện để điều trị. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, cháu đều có giải. Đến lớp 9 thì áp lực học, đến lớp 9 thì không có giải nữa. Có tâm sự với cháu nhưng mà nói chung là áp lực, tự cháu áp lực quá. Nên là nó càng ngày càng nặng hơn, càng áp lực hơn. Nên nó càng ngày càng nặng, nên là đợt rồi nghỉ hè là gia đình quyết định là phải đưa cháu điều trị sớm. Từ đầu năm đến nay, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp như trên. Do phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ, từ thầy cô, từ điểm số và thành tích, dẫn tới nhiều ảnh hưởng khác nhau cho học sinh. Các em luôn trong trạng thái mệt mỏi, phải gồng mình lên để chống đỡ với áp lực học hành và thi cử, nên có những biểu hiện rối loạn cảm xúc. Thì trong cái giai đoạn của phát triển của các cháu thì từ dưới 22 tuổi thì cơ thể các cháu nó chưa phát triển một cách toàn diện, mà còn rất có rất nhiều thay đổi và chịu rất nhiều tác động. Do vậy cái áp lực của thi cử là một sang chấn tâm lý đối với các cháu, gây lên cho các cháu có rất nhiều những rối loạn theo. Trong khi đó thì với cái thời cuộc mà cơ chế thị trường bây giờ, các cháu thường là ăn uống nó không được đi vào những quy phạm, nên là dinh dưỡng nó kém. Các bác sĩ cũng khuyến cáo rối loạn cảm xúc do áp lực thi hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu chúng ta phát hiện sớm. Khi thấy con em mình có những biểu hiện bất thường, các bậc cha mẹ cần phải đưa các em đến ngay bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được khám, tư vấn và có hướng điều trị thích hợp. Quan trọng hơn cả chính là việc nâng cao nhận thức cho toàn xã hội để đẩy lùi bệnh thành tích và giảm áp lực cho học sinh.